Xin chào mọi người. Sáng thứ hai ở đây. Mình sống ở San Jose, California. Thời tiết tuần này thì không có mưa cho nên mình cũng thấy vui vui. Tại vì mình sẽ có cơ hội đi ra ngoài nó ấm hơn. Đi bộ lộn vòng rồi nó cho sức khỏe nó tốt. Bây giờ mình đang đi về nhà làm việc chút xíu, xong rồi chắc trưa xong rồi mình đi bộ. Có chuyện gì vui mình sẽ kể cho các bạn nghe, hay là có cái gì hay hay thì mình chia sẻ. Ok, bây giờ mình trên đường về. Xin chào các bạn. Giờ mình về tới nhà rồi, giờ làm miếng cà phê cái tính sau. Bữa nay uống cà phê làm ly cà phê Việt Nam tính sau. Xong rồi ăn sáng. Ăn mấy cái leftover là mấy cái đồ dư. Ở đây không bằng ăn ở Việt Nam. Ở Việt Nam sáng sớm ra đi xuống cái là biết bao nhiêu món mình chọn. Ở đây phiền quá, thôi đi ăn ba cái đồ dư cho nó xong. Rồi, giờ mình đổ nước vô. Trong khi chờ đợi cà phê thì mình lục tủ lạnh coi có gì dư mình ăn. Okay. Tô canh mướp còn dư, ăn luôn cho nó xong. Canh mướp với lại cơm gạo lứt. Ngon, ăn sáng kiểu này là number one, sáu dách. Đây cái tô canh dư với một chén cơm nguội gạo lứt. Đây là món ăn sáng của mình bữa nay. Các bạn nói chắc thằng này ở bên Mỹ mà ăn gì khổ quá vậy. Thật ra thì mình muốn ăn cái này cho nó tốt thôi, chứ tại vì ăn đồ Mỹ đường không à. Breakfast của Mỹ sáng là toàn là đồ đường không, mình cử nên mình không ăn. Ok, thôi giờ mình ăn nha. Cái món này là món salad của mình. Cuối tuần ăn nhiều thịt quá rồi, bây giờ mình phải ăn rau. Thì trong đây là rau salad. Bỏ mấy cà rốt cho nó có màu chút. Xong rồi mình cắt chút chả lụa cho nó ăn đỡ sốt ruột. Ngoài mình sẽ dùng cái nước này mình chan lên. Balsamic vinaigrette là cái giấm. Vậy đó. Cái này là buổi ăn trưa của mình đây. Đây là mình chan nó vô rồi đó. Thì cái nước đen đen này là cái vinaigrette giấm. Chả lụa. Salad. Xin chào. Xin chào.
Thứ hai, đầu tuần mình coi thời tiết thì không có mưa mà thấy trời cũng còn âm u. Hy vọng ngày mai thì mình nhìn thấy là mặt trời lú ra đó. Có ánh nắng mặt trời là em nhìn thấy nó mới vui. Cuối tuần ăn thịt quá. Ăn thịt nhiều quá rồi. Cái tới giờ lên sẽ ăn rau thôi. Nhưng mà mình có ăn tí xíu, bỏ tí xíu chả lụa vô cho nó đỡ sốt ruột cũng tốt lắm. Tối thì mình ăn thêm một tinh bột, ăn gạo gạo lứt với chút xíu thịt kho, cải chua. Đó là tối của mình ăn. Giờ tới giờ đi rước mấy đứa nhỏ đi học về. Lúc nãy nằm coi tin tức á, thì thấy nó đăng báo cái chợ chợ Việt Nam. Mình cũng không biết rõ là người Tàu hay là chủ, hay là người Việt Nam chủ, hay là Tàu Việt Nam chủ. Cái chợ gọi là 99 Ranch ở cái khu mình thích lắm, cỡ đó. Chỗ đó thì đa số mình nhìn vô chợ thấy sạch sẽ lắm. Vô trong chợ nó không có cái mùi hôi tanh của thịt với cá này nọ, biết không? Thì đa số những cái chợ Việt Nam khác cũng dơ hơn nhiều. Nhưng mà mình coi ba tin tức thì thấy có một cái tin như vậy. Một cái bà nào đó cũng hình như cái tên thì giống, có thể người Phi hay là người Mễ, đi chợ đó chụp được cái hình họ đang đưa mấy thịt heo vô trong chợ đó, bỏ lên cái xe đẩy của Costco, chất một đống thịt heo quay, thịt heo sống đó, đẩy vô. Rồi bà mới đăng lên trên cái Facebook, chửi nói là bà gáy gớm quá. Bà nói mấy cái xe đẩy đó, bà để thường thường bà bỏ con bà lên ngồi mà để thịt vô. Thì cái hình đó người ta share quá trời luôn. Rồi lên tới tai mắt của huyện của Santa Clara là có cái department, là cái cơ sở mà coi về gọi là health inspector đó. Thì county nó mới nói nó sẽ tới kiểm tra liền tập lập tức cái tiệm ăn, tiệm chợ đó. Thì chợ mới đăng xin lỗi là sơ ý, với lại cái tụi đưa thịt đến không phải là của chợ 99 mà là của cái hãng, cái hãng thịt ở dưới từ Trung Cali đưa lên đó. Mà không biết họ không hiểu sao mà họ từ trong xe họ chất thịt lên cái xe đẩy đó, rồi đẩy vô, đẩy ngoài trước luôn. Thường thường họ deliver ngoài sau thì tắc chạy là cái tiệm nó đang sửa lại đó. Thì bị bắt gặp vậy, đăng báo quá trời. Thì tiệm nói là không phải lỗi họ, nhưng mà họ sẽ sửa lỗi. Thì cái hai cái người nhân viên đó mà đẩy thịt vô đó là cái xưởng xưởng thịt ở dưới, gọi là cái gì, hãng mổ heo ở dưới Trung Cali á. Họ nói hai người đã bị đuổi rồi, làm không đúng nội quy. Cái chỗ đó mình thường đi đó, mình thấy thích sạch sẽ, nghĩ chắc họ cũng lỗi lầm như vậy, cũng đến nổi. Mình thấy nhìn ở ngoài sơ sơ mấy cái tiệm khác dơ lên nhiều. Cái health inspector là cái chỗ mà nó đi, nó điều tra khám mấy cái tiệm ăn với mấy cái quán ăn này nọ rồi. Lâu lâu họ đi làm check một lần, mình không biết cách bao lâu, nhưng mà nhiều quán ăn cũng dơ giấy lắm. Thì cũng có một thời gian trước mình đọc báo á, thì có một cái, không phải ở đây nhưng mà ở, mình không nhớ chỗ nào nữa, nhưng mà giờ chỉ nhớ lại hồi đó mình đọc là
một cái quán ăn Chinese, quán ăn á, quán cũng như là restaurant á, thì người ta cũng tới ăn, người ta thấy tới chạy xe đậu mà thấy chiếc xe ở ngoài mé ngoài sau của cái tiệm ăn á, thì thấy họ đang đưa một con xác của một cái con nai chết vô đó bằng thịt. Đăng lên la lối ùm sùm hết trơn. Thì tại vì quán ăn mà sao nó mổ xẻ con nai ở ngoài sau vậy, không có vệ sinh. Rồi cũng đăng rùm beng lên hết trơn, rồi cũng bị health inspector tới check. Nhưng mà mỗi lần mà mấy cái quán ăn của Á Đông với lại Việt Nam lên, bị đăng lên đó, thì mình mới thấy nổi bật lên mắt mình nhìn thấy. Mà nhiều mấy quán ăn Mỹ thì nhiều khi mình không để ý. Quán ăn Mỹ thì chắc tương đối nó sạch hơn nghèo, nhưng mà nó cũng bị à, cũng có lâu lâu nó cũng bị sơ ý, bị dán ở trong nhà bếp hay là dơ gì đó. Hồi mình trong lính có khoảng nửa tháng bắt phải vô trong bếp làm, lúc đang học tập quân sự chứ chưa có phải là đâu. Hồi ra lính mình có lần làm luôn, nghĩa là thủy quân lục chiến mỗi một năm thay phiên nhau vô nhà bếp làm dọn dẹp rửa chén này nọ đó đó, biết không. Thì trong huấn luyện 3 tháng đầu mình có đi vô trong nhà bếp làm. Sáng thức sớm lắm, sáng 1-2 sáng rồi bắt mình thức vô nhà bếp clean up. Trời, rửa sạch lắm, rửa từ trong, rửa tức là mình từ cái nồi cho tới cái bếp, mấy cái gì là mình phải chùi sạch bóng luôn á. Rồi mới cho mấy người đầu bếp chính là mấy người thủ quân lục chiến luôn á, là cái nghề của họ là nghề nấu bếp. Rồi giờ họ nấu, lúc đó thì mình được nghỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì tới khoảng 4:30-5 giờ là bắt đầu có lính vô nó ăn rồi. Lính đợt đầu vô ăn là tụi tập bắn súng, là tụi gì đó. Rồi tới 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, mấy đợt vô ăn vậy đó, là bắt đầu mình phải vô trong rửa chén. Trời, rửa là rửa cả mấy ngàn cái mâm luôn. Rửa mà chỉ làm có gọi là một tuần thôi mà mình mệt quải luôn á. Sáng thì buổi sáng ăn sáng á, tụi nó tới nó ăn xong rồi nó đưa cái mâm của nó ra chắc chồng lên như này, rồi mình lấy mình khiều đồ ăn ra hết, xong rồi tráng đó, tráng sạch xong rồi mình để trong cái máy rửa nha, có máy rửa đàng hoàng chứ không phải là gì đâu. Mình chỉ lấy đồ ăn ra rồi mình tráng sơ sơ cái mâm với lại mấy cái nĩa, mấy cái muỗng, dao rồi đó. Rồi dao muỗng nĩa gì mình phải chất cho trong cái hộp về đàng hoàng, mình đút cho trong cái máy rửa. Thì đút cái máy rửa bên đây rồi máy nó chạy bên kia, nó rửa bên kia thì bên kia chất ra ngoài. Cứ xây chuyền vậy, tại vì một cái trại lính rất mấy ngàn lính ăn rửa mấy tiếng đồng hồ á, vậy đó, rửa sạch xong xuôi mà nó ăn mấy đợt xong rồi là mình rửa hết rồi là mình đứng không à, đứng mệt lắm. Cho nên mình nghĩ hồi đó mấy người làm trong tiệm ăn mà mễ với Việt Nam mà làm ngoài trong bếp mà rửa chén là cũng cực lắm. Thì xong rồi được nghỉ được nửa tiếng nữa, ăn cho mình ăn rồi nghỉ, rồi bắt đầu vô trong bếp clean sạch thiệt sạch luôn, cũng dỡ nồi dỡ bếp dỡ mấy cái bàn lên hết, chùi sàn sạch không có còn một gì mà dơ hết đó. Rồi thằng hạ sĩ nhất cũng vô nó kiểm tra coi sạch cỡ nào, nó dùng cái găng tay trắng nó chùi chỗ nào tay nó dơ là bắt làm lại. Rồi tiếp tục tới giờ lunch, tới giờ ăn trưa, rồi bắt đầu mình ăn trước, rồi bắt đầu cái đợt lính vô ăn từ khoảng 11 giờ tới 1 giờ 2 tiếng đồng hồ vậy đó.
làm rửa chén mệt nghỉ luôn. Rồi tiếp tục ngưng vô trong bếp rửa nữa rồi lại tới buổi tối xong xuôi hết rồi là phải rửa chùi sạch cho tới 10 giờ tới mới đi về. Về là mình nằm cái giường là mình quẩy luôn á. Mình thấy cái giường là mình nằm nằm xuống là muốn ngủ nhưng mà phải đi tắm cái ra ngủ chừng đến 2 giờ phải thức dậy nữa. Ở trong một tuần lễ làm vậy đó. Cho nên mình mới thấy mấy cái tiệm ăn đồ ở nó họ làm nhiều khi đâu có kỹ đâu kỹ bằng trong lính. Thì thế nào cũng lâu cũng bị bắt gặp à. Ôi, đó, có chuyện tầm xào nói chuyện chút cho các bạn. Giờ mình đi bộ đây. Xin chào các bạn nha. Tạm chào. Mấy con sóc mùa đông này mình tưởng nó ốm chứ ai ngờ nó ra nó mập chứ sợ luôn. Rồi, con nào nấy mập thô lu. Bắt mà chiên lên lăn bột chiên lên ăn đã lắm. Đây một anh nữa nè, chạy xuống đào lỗ tùm lum hết nè. Mấy cái này là mấy cái hang của nó đó. Đấy, chạy xuống. Trời, cái hang của nó to hay sợ. Mới thấy nó chạy xuống đây nè. Anh mới lúc đầu lên đây nữa. Đây nè. Nó khôn ác. Nó thấy mình để cái máy trước cái hang đó, nó đâu chung ra, nó đứng lên, nó nhìn canh hoài luôn. Nó không chịu leo lên. Rượt mấy con sóc. Hơi chán rồi, ngồi đây nghỉ chút xíu cho các bạn ngắm cái cảnh công viên này chút nha. Trời hôm nay chắc chắn là không mưa rồi nhưng mà chỉ có nhiều mây thôi. Ngồi đây chờ mấy đứa nhóc tí xíu. Đọc mấy comments của các bạn trên YouTube. Thì có vài bạn muốn hỏi về đón Tết ở bên Mỹ ra sao. Thì mình chỉ biết nói về kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Còn nhiều đồng bào hải ngoại khác thì họ có cái trải nghiệm khác. Mình hồi xưa, hồi lúc mới qua Mỹ thì Tết thì cũng không có chuẩn bị gì hết á, tại vì đâu có cộng đồng Việt thì lúc đó ở đây có, nhưng mà ai cũng bận mới qua đi học. Cho nên đến lúc Tết thì nhớ có cái hội chợ Việt Nam vậy đó. Rồi thì đi vô cái hội chợ đó thì họ triển lãm mấy cái hình ảnh của Việt Nam gì cho tưởng nhớ vậy lo thôi. Còn về nhà thì bạn bè không, lúc đó chưa có gia đình, chưa qua cho nên không có tổ chức làm gì hết á. Cho nên chỉ có anh em ba thằng, bốn thằng
mướn phòng chung rồi đi đi hội chợ chơi rồi về thôi. That's it. Rồi một thời gian sau rồi đi làm, đi lính rồi mình riết rồi mình có một thời gian mình cũng không có thể để ý đến Tết nữa. Tết đến Tết đi, Tết đến Tết đi. Coi như nó chỉ là một cái ngày vậy thôi chứ còn không có ăn Tết ăn gì hết á. Thì lúc sau này đi làm rồi gia đình có đây sum họp ở bên Mỹ này đầy đủ á, thì Tết đến thì gia đình chỉ có tổ chức ở nhà thôi à. Thì chọn một cái nhà nào đó thì đem đồ ăn qua rồi cả nhà cũng hát karaoke, thì cũng giống như tiệc tùng à. Rồi lì xì cho mấy đứa nhỏ, rồi cho quýnh bài, cho phép tụi nhỏ nó quýnh bài, nó quýnh bầu cua cá cọp, rồi ăn uống thì đồ ăn đầy đủ rồi. Lúc đó thì mình uống bia uống rượu thả cửa mà uống cho tới giờ nào xỉn thôi. Rồi hát thì năm nào cũng vậy, cũng tổ chức nhà này tổ chức nhà nọ. Còn ai hăng hái thì đi mấy cái chỗ Việt Nam tụ lại đó. Ví dụ như ở đây thì lúc trước mình biết là ở cái khu Lion, cái chợ Lion nó rất là đông người ta với cái mùa Tết đi vào đó đậu không có chỗ xe, đến nỗi mà mấy người Mỹ người Mỹ mà đi tới cái khu đó người ta ghét lắm, người ta chửi quá trời, nói Tết Chinese là cái chỗ đó là kẹt tùm lum là hết. Có cái chùa ngay chỗ cái ngã tư đó nữa thì người ta đi cũng tới ngày Tết người ta đi chùa thì cũng Việt Nam quá trời đông, đi đến cái khu đó nhất mà cái khu đó lại cũng có nhiều Việt Nam ở nữa đó, rồi cứ vậy thôi chứ mình cũng không có thấy cái gì vui lắm. Mình thấy cái Việt Nam vui là tại những cái ngày mà mình thích ở Việt Nam Tết, nhưng mà thích những cái ngày đến sắp đến Tết. Chứ cái ngày Tết ở Việt Nam thì buồn lắm, tại vì mình chưa có ăn Tết ở gia đình, tại vì nhà đi hết rồi. Nên lúc mình về là mình ở hotel, cho nên cũng hơi buồn. Hy vọng nếu như lần sau mình về mà về quê quen với ai rồi đó về ăn Tết thì mới vui. Mình thấy những cái ngày sắp đến Tết thì rất là vui ở Việt Nam, tại vì từ Sài Gòn đến những cái tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, miền Tây gì, bà chị cũng mới đi về Việt Nam ăn Tết nè, chụp hình cũng rất là thấy vui, mình thấy cũng nôn nôn. Còn đây đối với mình không có chuẩn bị, không có tổ chức gì hết á, tính cái ngày đó rồi là mình đi nhà băng đổi tiền mới, nếu là đổi được tiền mới thì ok, không có thì nhét tiền cũ vô bao lì xì vậy thôi. Rồi nhà thì có tới mười mấy đứa cháu lận á, thì mình lì xì tụi nó. Cũng tiệc tùng như lễ Noel vậy đó thôi. Nói lại thì tóm tắt lại thì cái kiêng ăn mình cũng hơi thất bại, thì sắp tới Tết lại ăn tăng nữa, hình như là 2 tuần nữa là Tết thì phải. Hai đứa con mình thì trải nghiệm Tết của nó là chỉ biết được tiền lì xì nó khoái thôi, chứ còn thì cũng giống như có tiệc, nhưng mà tiệc này thì lại đặc biệt có tiền lì xì vậy đó. Hồi nhỏ thì vui lắm, ai lì xì thì chạy tới đưa cho daddy hết à. Đến khoảng chừng 8 tuổi hả, lì xì á, trời, nó nhét cái túi đóng như này, kêu đưa không đưa, về tới nhà đếm cho bao nhiêu tiền hả, kêu gửi dây giữ cho con nhất định không chịu. Bây giờ thì thôi đừng hòng mà đụng tới tiền đó. Nha. Tết chỉ có vậy thôi à, chỉ có tụ họp gia đình. Thì ai mà thích đi ra ngoài thì đi đến mấy cái chỗ mà Việt Nam tổ chức vậy đó.
không có vui lắm đâu. Thì có nhiều bạn khác thì ở khác thì họ có trải nghiệm khác, nhưng mình thấy vậy đó, không có gì vui hết. Ok, thôi mình bye bye.